Chào mừng anh chị quay trở lại với kênh xe lướt Sài Gòn nha. Lại là em Tâm đây, Tâm bán xe có tâm anh chị. Hôm nay em đem đến cho anh chị một mẫu xe 5 chỗ gầm cao. Đó, xe gia đình, kiểu dáng thiết kế trẻ trung hiện đại và giá rất là dễ tiếp cận. Đang rất là hot ở trong phân khúc mà 5 chỗ xe SUV nha anh chị nha. Đó, trước mặt mình đây là Mazda CX-5 anh chị. Phiên bản em nói là 2.0, số tự động anh chị nha. Đó, rất là đẹp luôn, mang biển Sài Gòn nè. Nếu mà mình ở tỉnh khác thì bên Tâm sẽ bao rút hồ sơ cho. Em nó mới lăn bánh được có 38.000 cây thôi. Xe gia đình mà 2019 mà mới lăn bánh có 38.000 cây, có nghĩa là một năm chạy rất là ít anh chị. Đó, nhìn cái chất xe còn rất là liền lạc luôn nè. Đời 2019 anh chị nha. Rồi em Tâm mà anh chị còn theo chân em Tâm để khám phá cái chất xe này. Sơn zin của em nó còn rất là nhiều anh chị. Đầu tiên mình nhìn những đường dập chìm dập lặn trên nắp capo rất rõ, rất đẹp nè. Đó, nước sơn còn rất là bóng luôn nha anh chị nha. Cụm đèn là full led nè. Rồi có cảm biến trước nè anh chị. Mâm em nó rất là to nha anh chị. Hạn vỏ của em nó là tầng thứ 7 của năm 18 nè. Bốn vỏ này là zin theo xe từ lúc mới mua nha. Mâm của em nó là 19 inch. Đó. Xe này là em đang quay cho mình là chất xe mộc nha. Em vừa mới lấy được khách về là em quay clip liền cho anh chị xem á. Xe này cũng được dán phim cách nhiệt nè anh chị. Ghế là ghế màu kem, ghế lái chỉnh điện. Sụn chỉ thì nguyên zin nha. Bên Tâm sẽ bao cho anh chị chép hãng toàn quốc luôn. Hoặc là anh chị mà mua xe mà mình không biết coi xe thì anh chị có thể dắt bên thứ ba lên kiểm định giúp em Tâm nha. Đó, cái phần cửa nè anh chị. Có phần gỗ nè. Cốp là cốp mở điện luôn nè anh chị. Vô lăng trợ lực điện nè, cửa sổ trời. Đó, rồi có ru control nè. Đèn em nói là đèn tự động nè anh chị, khởi động nút bấm. Đầu DVD nè. Rồi camera lùi. Điều hòa tự động, điều hòa hai vùng luôn nha anh chị nha, khởi động nút bấm nè. Rồi điều hòa hai vùng luôn. Thắng điện tử giữ thắng. Rồi có các chế độ lái sport đây nè anh chị. Chỉnh đài nè, qua nhạc nè. Đó là mình chỉnh âm lượng là ở đây luôn nha anh chị nha. Odo là 38.000 cây nè. Rất là đẹp trên nội thất xe nè. Chị coi 2019 nè. Đó. Chỉnh một chiếc xe gia đình luôn nha. Tem mát đồ vẫn còn luôn nè anh chị. Một em 5 chỗ gầm cao. Đó, nếu mà anh chị nào mà đang cần tìm mua một em xe gia đình nè. Rồi nhà khoảng chừng một lần di chuyển khoảng chừng 3 đến 4 người nè anh chị. Đó, mà mình đang ngại những cái đường mà ngập nước nè, hoặc là những cái đường xấu ở Sài Gòn, thì Mazda CX-5 là lựa chọn tuyệt vời rồi anh chị. Không em nào mà qua được em này hết đó. Hốc gió đằng sau nữa nè. Mà giá rất là dễ tiếp cận luôn nha. Hiện tại em Tâm bán em này chỉ có 670 triệu thôi anh chị, nhưng mà em vẫn còn thương lượng cho mình luôn, hoặc là em bao rút hồ sơ gốc luôn nếu mà ở tỉnh khác. Và cần cụm đèn sau của em nó nè, đó full led nha anh chị, có cảm biến lùi, có camera lùi nè. Đó, cốp em nó là mở điện nha anh chị. Em Tâm rất là đánh giá cao về cái cốp xe nha anh chị nha. Đó, cốp xe em nó rất là rộng luôn và thông thoáng với khoang hành khách luôn anh chị. Đó, rất là rộng rãi luôn, đựng vali, đựng đồ là thoải mái luôn. Đây, những cái đồ mà em mua từ khách nè, anh khách anh mua từ trong hãng á, được tặng như thế nào là anh để lại cho em Tâm. Thì bên em Tâm cũng để lại cho anh chị luôn. Đây nè. Đó. Dạ rồi. Bánh sơ cua nguyên zin luôn anh chị. Ốc cốp nè, chưa có dấu hiệu mở luôn nha. Bộ máy 2.0 chị. Đó, thì thông số nhà máy họ đo chỉ có 6 lít 7 trên đường cấp hợp thôi. Em này rất là hot nha anh chị nha. Đó, những anh chị em nào mà vừa mới mua xe lần đầu nè, đó hoặc là chạy xe lâu năm nè, cũng đều rất là thích sở hữu cái em CX-5 này. Đó, về nội thất, kiểu dáng, rồi option, vận hành, tất cả mọi thứ em này đều là tuyệt vời anh chị. Chi phí bảo dưỡng nữa. Rồi, để em quay cái khoang động cơ xe cho mình xem nha. Dạ rồi anh chị, đây là khoang động cơ xe nha. Đó, đây là trái tim của một chiếc xe nè. Đó, khoang máy rất là đẹp luôn anh chị. Ốc cabo nè. Ốc cabo nguyên zin luôn nha anh chị. Sụn chỉ là nguyên zin luôn. Dạ rồi anh chị, Mazda CX-5 phiên bản 2.0 nha anh chị nha. Đời 2019 đi 83.000 cây biển Sài Gòn màu đỏ.
Hiện tại em Tâm đang bán em này là 670 triệu nha. Em vẫn có thương lượng cho mình thiện chí lên em coi xe luôn. Anh chị quan tâm đến xe này thì hãy liên hệ với em Tâm qua số điện thoại trên. Em Tâm sẽ gửi ảnh chi tiết giấy tờ xe để cho anh chị tham khảo. Cuối clip em Tâm xin cảm ơn anh chị và chúc anh chị nhiều sức khỏe.